Hello, xin chào các bạn team Quả Chanh. Anh đã quay trở lại rồi đây. Và mình đã vừa thực hiện xong một bộ hình. Và đó chính là bộ hình cho collection mới của Lemonade. Yeah. Vậy là đã 9 tháng kể từ ngày Lemonade ra mắt lần đầu tiên vào ngày 5 tháng 9 năm 2018. Và trong vòng 9 tháng có thể là với các bạn là các bạn đã thực hiện được rất nhiều việc rồi. Nhưng với mình thì 9 tháng vừa qua mình chỉ tập trung để làm sao cho ra mắt được sản phẩm được bộ sưu tập thứ hai một cách chất lượng nhất và đảm bảo sự an toàn nhất tới tất cả các bạn yêu thích làm đẹp tại Việt Nam. Sẽ có những bạn nghĩ rằng bộ sưu tập này tiếp tục là những sản phẩm son. Chính xác, đây sẽ là 5 màu son siêu đẹp, siêu xinh, siêu hot trend trong mùa hè này. Thế nhưng đấy chưa phải là hết. Trong bộ sưu tập này sẽ còn có một sản phẩm đặc biệt nữa, đó chính là sản phẩm Cushion, Cushion đôi, Cushion hai lớp. Hai sản phẩm này nằm trong bộ sưu tập Made Addict. Bộ sưu tập này dành riêng cho khí hậu cực kỳ nóng nực tại Việt Nam và đặc biệt là trong mùa hè này. Tên tên! Đây chính là hai sản phẩm bộ sưu tập Made Addict mà mình muốn giới thiệu tới các bạn. Tông màu chủ đạo mà mình đã lựa chọn cho bộ sưu tập này đó chính là tông màu trắng với chất liệu nhám lì. Đây chính là chất liệu cao cấp mà các bạn có thể tìm kiếm ở các sản phẩm high-end trên toàn thế giới. Để có thể tạo ra một sản phẩm tới tay các bạn thì thực sự là không hề dễ dàng một chút nào. Thế nhưng mà với clip này thì mình không muốn chia sẻ những cái khó khăn mình đã gặp phải nữa, mà mình chỉ muốn khoe ra những cái thành quả mà chúng mình đã đạt được trong vòng 9 tháng vừa qua. Sau sự thành công của Perfect Couple Lip vào tháng 9 năm ngoái thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn sản phẩm son thỏi lì Made Addict. Bao bì của Made Addict Lipstick có gì đặc biệt? Anh đã lựa chọn một số mẫu son từ nhiều nhà máy khác nhau và tìm ra được đây là thỏi son của thiết kế theo công nghệ Airtight, khá đặc biệt, có răng cao su ở phần thân son. Sau khi đóng nắp son thì không khí bên ngoài sẽ không vào được bên trong nữa, vì vậy chất son sẽ được bảo quản lâu hơn và hạn chế sự oxy hóa trong quá trình sử dụng. Khi mở nắp son hay đóng nắp son, các bạn chỉ cần xoáy nhẹ là có thể mở ra dễ dàng. Và quan trọng nhất thì chắc chắn là các bạn đang quan tâm đến chất liệu của thỏi son cũng như là tông màu. Son thỏi Made Addict là son thỏi lì, lâu trôi và lên màu chính xác ngay từ lần quẹt đầu tiên. Mình nghĩ đây là điều cơ bản mà các bạn đều mong muốn. Từ chính kinh nghiệm sử dụng son thỏi lì của mình cũng như là đọc rất nhiều các comment của các bạn thì mình đã phát hiện rằng là tất cả các chị em phụ nữ đều muốn là có một son thỏi lì, thế nhưng mà lại không được khô môi này, không được rít môi và khi lướt trên môi phải thật là nhẹ nhàng. Đó chính là lý do vì sao mình đã cố gắng nghiên cứu để có thể ra mắt được sản phẩm Made Addict này. Và vì muốn giúp bảo vệ và giữ cho môi của các bạn luôn mềm mịn nhưng vẫn phải lì, nên là trong thành phần của mỗi thỏi son đều có dầu argan và thành phần chống nắng. Và Lemonade đã khảo sát với 100 bạn nữ để tìm ra được 5 điều mà các bạn gái dễ nghiện nhất để đặt tên cho 5 màu son lần này. Đầu tiên sẽ là màu selfie, màu đỏ tươi. Shopping, màu đỏ mận. Boy, màu hồng đỏ. Instagram, màu cam đất. Và beauty, màu cam nâu. Đây là 5 màu son mà Lemonade sẽ dành cho các bạn trong mùa hè này. Nếu để so sánh với cả Perfect Couple Lip thì 5 màu này sẽ tươi hơn một chút. Thế nhưng mà các bạn yên tâm, sẽ rất phù hợp với cả làn da của người Việt Nam mình. Và hiện tại trên môi của mình ở trong clip này đó là mình đang sử dụng màu Instagram. Xinh đúng không? Và nếu như bạn nào muốn xem kỹ hơn về các swatch màu của sản phẩm này thì chúng ta có thể lên website lemonade.vn hoặc là vào fanpage chính thức cũng như là Instagram chính thức của Lemonade Cosmetics để có thể xem nhé. Và bây giờ là tới sản phẩm Dual Cushion của Made Addict. Tại sao lại là Cushion 2 lớp mà không phải là Cushion đơn lẻ bình thường? Thì lý do cũng giống như là với cả Perfect Couple Lip thôi, tức là 2 thì bao giờ cũng sẽ tốt hơn 1. Và chắc chắn là cái bước thứ 2 này sẽ có công dụng cực kỳ hữu ích cho các bạn. Mình nhận được rất nhiều các chia sẻ của các bạn, đó chính là chưa tìm được một sản phẩm Cushion nào mà có thể phù hợp với cả làn da dầu của mình. Thì sau khi mà mình đã nghiên cứu này cũng như là cái quá trình kinh nghiệm của mình thì mình nhận thấy là để có thể đạt được hiệu quả nhất định chúng ta vẫn cần phải có một lớp face filler trước đó. Và bước đầu tiên mình sử dụng ở trong sản phẩm này đó chính là bước face filler. Đây là một kem lót dạng balm, là bước make up nền đầu tiên giúp làn da mịn màng và giảm lỗ chân lông, hạn chế bóng dầu suốt cả ngày. Chứng nhận EWG cấp độ 0, tức là cực kỳ an toàn dành cho da, cùng với acid salicylic. Face filler là một giải pháp cực kỳ hữu hiệu dành cho làn da dầu bất trị dù bạn đang xài bất kỳ loại cushion nào hay kem nền hay là phấn phủ nào. Lớp nền cũng sẽ lâu trôi hơn, lỗ chân lông sẽ nhỏ hơn, thấm hút dầu hiệu quả hơn và đồng thời giữ ẩm da khi các bạn sử dụng cùng với cả face filler. Và có một tip mình dành cho các bạn, đó chính là hãy dùng tay để lấy một lượng balm mỏng thoa đều lên toàn bộ gương mặt, tập trung vào những vùng có vị trí lỗ chân lông to và da tiết dầu nhiều.
Nhưng lưu ý nếu như bạn nào mà da hỗn hợp thêm dầu thì chúng ta chỉ cần bôi vào những vùng bị dầu nhiều thôi. Và chúng ta nhớ là hãy thoa kỹ sản phẩm lên da để đạt hiệu quả tốt nhất nhé. Và sau khi da đã trở nên khô thoáng và được lấp đầy các lỗ chân lông thì chúng ta sẽ sẵn sàng để bước vào bước thứ hai, đó chính là cushion. Đây là sản phẩm soft mask cushion, tức là mỏng nhẹ, lì mịn màng, set nhanh và lâu trôi. Và Meredith còn có chỉ số chống nắng là SPS 50 cộng PA cộng cộng cộng, nên các bạn có thể tha hồ đi nắng nhé. Và tên đen, khi mà clip này được lên sóng thì mình nghĩ là đã có rất nhiều các bạn KOL, các bạn makeup artist cũng như là các bạn beauty blogger đã nhận được những món quà cực kỳ đặc biệt từ Lemonade. Và các bạn sử dụng và có suy nghĩ như nào thì hãy cùng review để mình có thể biết được nhé. Và Meredith sẽ được chính thức mở bán vào đêm nay 00 giờ 00 phút ngày 14 tháng 6 năm 2019 trên trang web chính thức lemonade.vn. Vậy là mình đã vừa hoàn thành phần giới thiệu về collection mới của Lemonade và mình rất mong rằng các bạn sẽ ủng hộ mình sản phẩm mới này. Hiện tại là bây giờ mình cũng đang khá là hồi hộp, và nếu như các bạn có ý kiến gì này cũng như là có đóng góp gì với mình, hoặc là sau khi các bạn mua sản phẩm các bạn có những cái review gì thì các bạn có thể comment ở bên dưới để mình có thể biết được, và để Lemonade có thể hoàn thiện hơn để ra mắt những sản phẩm tốt hơn trong tương lai nhé. Tạm biệt các bạn, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở clip sau nhé. Bye bye.